오늘도 영어 베트남어 읽기 도전을 해보겠습니다. 구글에서 베트남 뉴스를 보는 중에 그 뉴스에서 나온 스크립트를 이용해서 구글 검색을 한 다음에 다시 뉴스에서 기사를 일부 발췌해서 사용하고 있습니다. 구글 크롬 보이스 타이핑을 이용해서 읽어보겠습니다. Due to the nature of this profession, most scavengers are men, and not everyone can do it. Scavenging requires the scavenger to meet certain conditions and to undergo some special training. For example, a scavenger must know about horoscopes and the five elements only, then can be tough enough and not overwhelmed by spiritual fear when working with dead bodies. The body scavenger can only accept one apprentice or absolutely no more. After taking the body ashore, if the victim's family cannot confirm immediately in order to avoid a case of rapid decomposition, the collector must temporarily store it in a body box. Body tanks are usually built in a shady place, protected from sunlight. In addition to the above conditions, those who collect the corpses on the Yellow River also have many other taboos, such as do not get into the boat to recover the body during a thunderstorm after three unsuccessful recovery. Do not try each time before descending the boat to salvage. The body needs to worship King Hong Ha and bring a rooster to the boat to worship Ha Ba. After the sacrifice, turn the chicken neck and turn it into the liver as a sacrifice. 베트남어를 자, 베트남어를 읽어보겠습니다. 우선 티엥벳 베트남어를 놓고 베트남어 읽을 때는 자, 베트남어 단어를 한 음절씩 연속으로 읽는 훈련을 하는 게 중요합니다. 그래야 나중에 리스닝 하는, 듣기 하는 데도 도움이 되고, 베트남어 발음 하는 데도 훨씬 도움이 됩니다. 베트남어가 음절 단어로 이루어져 있기 때문에, 단어를 공부하는 게, 쉽지는 않습니다. 그래도 꾸준히 하다 보면, 내용 파악을 할 수 있을 거라 생각합니다. 읽어보겠습니다. 도닥추어큐어네 뉴프 나이마다 소뉴 뉴이 보이 싹듀라당옹 마홍 바이 아이쿵 코트담테 람덕 네보 탁스 도이 호이 뉴이드 보 바이 답옹 모 소듀 켄 규테 바 바이 다이 과 모 바이 과 혼 룬 닥 비트 모뉴오이 모이 싹 바이 비트 베뉴 투 링콴 덴 투비 뉴환 지코뉴 데 모이주 권 란바 콩비 노이소 하이담린 란 아키 람백 보이티 테 노이 셋 뇨이 바 싹 지코테 난테 모뉴의 혹 비에콕 듀엣도의 콩냔 데마이 사우키 보삭 렌보 뉴지아우딘 냔난 콩테 난삭나이 데 창중 혹삭판
huynhan nhuôi bụi thạc sắc bài thầm thôi khát bào mô nhược sắc bếp sắc chung đốc sai ô nội làm mết tàn an nhung nội nhung dương khiến chuyên nhung nội bốc sắc trên sông hoàng hạ cũng có nhiều dư cảm kỳ các nhu không dốc sông chuyên bố sắc trong không dương sau ba lần bốc sắc không tan thi không dốc khó mỗi lần chúc khi sống chuyên bậc bố sắc can bài bài bố không hà ba mang mô không ca trong lên chuyên để quan trẻ hạ hạ ba quan trẻ sống tí bằng khô gà lối nên sống sống lắm bà thẹp. Do that to Kyuane nip naimada songyung noi bok sak. Do that to Kyuane nip naimada songyung noi bok sak.네, 라당옹 바 콩파이 아큰 코텔람득 네, 보이 삭도이 호뇨이 옷파이 답옹 목소주 규규테 바 바이자이 과 목바이 과 후안 룬닥베 미주 모뇨이 보이 sắc phải bề bề nhung chịu lên hoàn thiện chịu biểu như nam đồ đắc chịu qua nè nhịp này mà đã so nhung nỗi bỏ sắc chịu lên đàn ông và không phải ai cũng có thể làm được nè bồi bố sắc đôi hồi nhuôi bố bài đáp ông mốc số điều kiểu kiểu thế và bài trái quả một bài quả ông lúc đang biết ví dụ mô nhuôi bởi sắc bài bề bề nhưng chữ liên quan đến to be như hàng chỉ có như thế mỗi chữ cũng lăn và không bị nỗi sổ hãi tham linh lần ắt khi lâm bẹc bồi thì thế nội chất nhuôi bục sắc chi có thế nắn tìm mỗi người học bìa hoặc chuyết đôi không nhắn tìm ai sau khi bôi sắc lên bổ như dạ tin nhắn nhắn không thể nắn sắc nhẹ để thân chung học sắc phân hồi nhắn nhuôi bồi sắc bài tâm thôi cách vào một chung sắc vì sắc chung tốt sải ôn nối lâm mắt chân ăn nặng nối nhung điều khiến chuyện nhung nhồi bồi thật sắc trên sống hóng hóa còn có nhiều đi khám kỳ các nhiều không dứt sống truyền bột sắc chúng không chống sao và lắm bố sắc không thám thì không thức cố mỗi lần trước khi xung chuyển bố sắc cam bài bay
누아 홍하 마망모 홍가총 렌추엔 네 궁태하바 궁태송지 방고가이로이 냄승송라 람베테 사오키 보 삭렌보 뉴키아 지아 딘난난 공테 난삭네 데찬 중옥삭 반후이난 뉴이보삭 바이람토이 갓바오마중삭 비삭중 녹사이오 노이람멧 창앙 난 노이뉴듀켄 첸 những nỗi buộc sắc trên sông hoang hóa không cổ nhu điều cam kỳ khắc nhu không được sống trên bốc sắc trong không chiếu sau ba lần bộ sắc không thành chi không được khô mỗi lần trước khi sống trên bộ sắc cái bài bài của hồng hà ba mang mô khung gá chung lên truyền để khung thế hạ bá khung thế sông chi bàn khô gá lôi nem sông sông lắm bét thẻ